Thủ tướng Chính phủ yêu cầu xử lý ngay chênh lệch giá vàng miếng trong nước và thế giới. Tại tỉnh Cà Mau, lực lượng công an đang hỗ trợ, tích cực giúp người dân vượt qua thời gian khô hạn. Mua điện thoại chính hãng giá rẻ qua mạng tiềm ẩn nhiều nguy cơ hoạt động của các đối tượng lừa đảo. Kính chào quý vị khán giả, vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong bản tin Kinh tế và Tiêu dùng ngày hôm nay của Truyền hình Công an Nhân dân. Mở đầu sẽ là những tin tức kinh tế trong nước đáng chú ý, kính mời quý vị quan tâm theo dõi. Văn phòng Chính phủ ban hành thông báo số 160 ngày 11 tháng 4 năm 2024, kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về các giải pháp quản lý thị trường vàng trong thời gian tới. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý ngay và luôn tình trạng chênh lệch giá vàng miếng trong nước và quốc tế, bảo đảm thị trường vàng hoạt động ổn định, lành mạnh, công khai, minh bạch, hiệu quả, đặt lợi ích chung của quốc gia dân tộc lên trên hết, trước hết, khuyến khích sản xuất và xuất khẩu vàng trang sức mỹ nghệ, tạo công ăn việc làm sinh kế cho người lao động, khẩn trương thực hiện ngay các biện pháp, công cụ theo quy định pháp luật, nhất là Nghị định số 24 để quản lý điều hành chặt chẽ, hiệu quả, kịp thời nguồn cung cho sản xuất vàng miếng, vàng trang sức mỹ nghệ phù hợp với diễn biến thị trường, bảo đảm hoạt động giao dịch trên thị trường được quản lý, kiểm soát chặt chẽ bằng các công cụ đã có, không ảnh hưởng đến tỷ giá, dự trữ ngoại hối nhà nước, không để xảy ra tình trạng trục lợi đầu cơ, thao túng, đẩy giá vàng. Và để triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại thông báo kết luận số 160, Ngân hàng Trung ương sẽ triển khai ngay các giải pháp đối với thị trường vàng miếng, thực hiện tăng cung để xử lý tình trạng chênh lệch cao của giá trong nước so với thế giới. Đối với thị trường vàng trang sức mỹ nghệ, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục tạo điều kiện tối đa nhằm đảm bảo đủ nguyên liệu cho các hoạt động sản xuất để xuất khẩu vàng trang sức mỹ nghệ. Cùng với đó, Ngân hàng Trung ương sẽ phối hợp với các bộ ngành liên quan để yêu cầu doanh nghiệp triển khai sử dụng hóa đơn điện tử trong các giao dịch mua bán vàng nhằm nâng cao tính minh bạch và hiệu quả quản lý. Tiếp theo, thực hiện ngay công tác nắm tình hình, thanh tra, kiểm tra, giám sát theo chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được giao, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu vàng qua biên giới, trục lợi, đầu cơ, thao túng giá vàng. Còn đối với hoạt động thanh tra, Ngân hàng Nhà nước và các bộ ngành đã thành lập xong đoàn thanh tra và khẳng định sẽ triển khai ngay trong tháng 4 này. Ngân hàng Nhà nước cũng đã ban hành quy định chính thức cho phép cho vay bằng phương tiện điện tử. Nhiều công đoạn trong quá trình vay vốn cũng đã được rút gọn nhờ ứng dụng số. Nhằm tạo cơ sở pháp lý cho các ngân hàng phát triển trên dịch vụ số tiện ích hơn cho người dùng, thì mới đây Ngân hàng Nhà nước đã ban hành quy định chính thức cho phép cho vay bằng phương thức điện tử. Hiện nhiều công đoạn trong quá trình vay vốn cũng đã được rút gọn nhờ ứng dụng số. Nhằm đơn giản thủ tục, một số ngân hàng cũng đã cho phép vay tín chấp không cần tài sản đảm bảo, đánh giá tín nhiệm của người vay dựa trên phân tích dữ liệu lớn, thu thập được về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. Đổi lại, những doanh nghiệp muốn vay tín chấp đòi hỏi phải minh bạch thông tin và có kế hoạch kinh doanh khả thi. Thưa quý vị, nắng nóng kéo dài, hạn hán thiếu nước đã xảy ra ở một số địa phương, nhất là ở đồng bằng sông Cửu Long và miền Trung Tây Nguyên. Lực lượng công an đã kịp thời có nhiều hoạt động hỗ trợ, vận chuyển nước ngọt cho các khu dân cư có nguy cơ thiếu nước, xâm nhập mặn. Tại tỉnh Cà Mau, thì để kịp thời chia sẻ và giúp đỡ với người dân tại các địa bàn bị ảnh hưởng, thì lực lượng công an tỉnh đã huy động lực lượng, phương tiện sẵn sàng giúp đỡ bà con vượt qua giai đoạn khó khăn này. Ngày 1 tháng 4, Công an tỉnh Cà Mau đã tiến hành tặng nước uống và nước sinh hoạt cho nhiều người dân đang sinh sống tại ấp Thanh Tùng, xã Biển Bạch, huyện Thới Bình, gồm hơn 4.000 nước đóng chai các loại. Nguồn kinh phí được vận động từ các nhà hảo tâm, mạnh thường quân trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Gạo mình có thể đó hết mình mượn được, nhưng mà nước có thể là không mượn được. Nhưng mà nhờ các cấp lãnh đạo viện trợ nước, cái nguồn nước là khan kịp. Thì tôi đại diện cho dân của Thanh Tùng, thành thật cảm ơn các cấp lãnh đạo nói chung mà có công an tỉnh Cà Mau lại đây là đem nước ngọt đến giúp đỡ bà con dân. Từ đó tôi đại diện dân cảm ơn công an tỉnh Cà Mau. Ngoài việc tặng nước uống, đoàn công tác còn kết hợp với công an huyện và chính quyền địa phương
thuê phương tiện đến tận nhà các hộ nghèo, hộ khó khăn bị ảnh hưởng nặng bởi hạn mặn trong ấp để tặng nước sinh hoạt. Mỗi gia đình được tặng 1.000 lít nước sạch dùng để sinh hoạt hàng ngày. Các hộ dân nhận được nước uống, nước sinh hoạt đều vui mừng, cảm kích trước việc làm đầy ý nghĩa của lực lượng công an. Nước ta xài đó, không có người hài hài tiện hài tặng dữ lắm. Đâu có nước xài đâu, rồi đổi cũng thấy nghe, có khi ghe vô thì đổi được, có khi nó không vô đổi cũng được. Cái khi xài nước mặn luôn á, xài nước mặn cái xả lại nước ngọt. Theo cơ quan chức năng, ấp Thanh Tùng là một trong những ấp thuộc xã Biển Bạch, huyện Thới Bình, bị ảnh hưởng nặng bởi tình trạng khô hạn kéo dài. Nguồn nước tại các cây nước không thể sử dụng được do độ phèn cao, mặn. Chính vì thế, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt cũng như sản xuất của người dân nơi đây. Cảm ơn và lực lượng công an tỉnh Cà Mau là đã đến là chia sẻ cái khó khăn trong cái khi mà nhân dân ấp Thanh Tùng đang thiếu nước sinh hoạt và nước uống. Trước đó, công an huyện Thới Bình tỉnh Cà Mau đã kết hợp với cơ quan chức năng tặng 200 bình nước lọc cho bà con trên địa bàn xã Biển Bạch. Việc làm giúp đỡ người dân lúc khó khăn do thời tiết của công an tỉnh Cà Mau được chính quyền các cấp và nhân dân khen ngợi, đánh giá cao. Thời gian tới, các đơn vị nghiệp vụ và công an các huyện, thành phố Cà Mau sẽ tăng cường hơn nữa các hoạt động nhằm chia sẻ, tháo gỡ, giúp nhân dân vượt qua khó khăn do khô hạn kéo dài. Tiếp tục với các tin tức kinh tế trong nước đáng chú ý, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại dự án khu dân cư Tân Thịnh. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã bắt tạm giam Nguyễn Quốc Vi Liêm, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư LDG, gọi tắt là Công ty LDG, về tội lừa dối khách hàng. Liên quan đến sai phạm tại dự án khu dân cư Tân Định tại xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, đến nay thì cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố 2 bị can là lãnh đạo công ty LDG về tội lừa dối khách hàng, khởi tố 5 bị can là lãnh đạo cán bộ một số phòng của huyện Trảng Bom về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo kết luận thanh tra, công ty cổ phần LDG chưa nhận được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và chưa cấp giấy phép xây dựng để thực hiện đầu tư dự án xây dựng khu dân cư Tân Thịnh. Tuy nhiên, công ty đã tổ chức thi công công trình từ năm 2018 đến năm 2020, gồm 680 căn nhà, trong đó có 198 căn biệt thự, 290 căn nhà liền kề đã thi công xong, 192 căn nhà liền kề đang thi công dở. Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Tạ Thanh Hải, trú tại phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, năm 2018, Hải mua 5 lô đất có địa chỉ tại tổ 8, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, với tổng diện tích là 1.956 m². Loại đất trồng cây lâu năm của nhà anh Nguyễn Đức Tân, trú tại quận Cẩm Lệ và nhờ anh đứng tên. Đồng thời, Hải nhờ anh Tân mua thêm 2 lô đất khác có diện tích là 1.300 m² và hơn 800 m², cũng là loại đất trồng cây lâu năm. Sau đó, Hải đã nói dối với ông Văn Công Quang, trú tại thành phố Hồ Chí Minh, là mình có 17.000 m² đất nông nghiệp, kêu gọi ông Quang góp vốn đầu tư 20 tỷ đồng để xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất thành đất kinh doanh dịch vụ và đất thổ cư. Sau khi nhận được 20 tỷ đồng, Hải đưa cho anh Tân 10 tỷ để lo thủ tục pháp lý, 10 tỷ còn lại Hải dùng để tiêu xài cá nhân. Sau một năm không thấy kết quả, ông Quang tìm hiểu thì biết lô đất Hải kêu gọi góp vốn làm dự án không phải đất của Hải và số diện tích không đúng thực tế. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường, Công an tỉnh Kiên Giang đã bàn giao đối tượng và tang vật cho Ủy ban Nhân dân xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang xử lý theo thẩm quyền 3 vụ, 6 đối tượng có hành vi khai thác khoáng sản trái phép bị bắt giữ vào rạng sáng ngày 12 tháng 4. Theo đó, vào lúc 1 giờ 30 phút ngày 12 tháng 4, tổ công tác đồng loạt tiến hành bắt quả tang 3 vụ, 6 đối tượng đang dùng xe cuốc múc đất dưới lòng sông kênh T4 đổ lên xà lan để bán cho các nơi sản xuất gạch. Tang vật gồm 3 xe cuốc, 3 xà lan, 110 khối đất. Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, các đối tượng đã tổ chức khai thác vào ban đêm và không xuất trình được giấy phép khai thác của cơ quan có thẩm quyền cấp. Tổ công tác đã tạm giữ tang vật và tiến hành lập biên bản vụ việc, bàn giao cho chính quyền địa phương để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.
Thưa quý vị, ngày nay với sự phát triển của công nghệ, việc mua sắm trên mạng đã trở thành thói quen hàng ngày của nhiều người. Tuy nhiên, cùng với sự tiện lợi thì đây cũng là môi trường tiềm ẩn nhiều nguy cơ để các đối tượng lừa đảo núp bóng và hoạt động. Vừa qua thì một số đường dây bán điện thoại giả mạo trên các nền tảng mạng xã hội với khoảng 7.000 bị hại tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, với số tiền chiếm đoạt đặc biệt lớn là hơn 90 tỷ đồng, đã bị lực lượng công an phát hiện và triệt xóa. Theo đó, nhóm đối tượng lừa đảo trên chiếm đoạt tài sản dưới hình thức lừa bán điện thoại di động giá rẻ trên các nền tảng mạng xã hội và thương mại điện tử. Tại đây, các đối tượng sẽ đăng tải hình ảnh của điện thoại thông minh chính hãng, nhưng giá chỉ dao động từ 1 triệu 500.000 đồng đến 2 triệu 500.000 đồng. Sau đó giao hàng là sản phẩm giả, gồm các cuộn dây sạc, sạc dự phòng, điện thoại có phím giá rẻ. Khi tiếp cận được khách hàng, các nghi phạm sẽ nhắn tin tư vấn sản phẩm và thuyết phục mua hàng. Nhóm lừa đảo này yêu cầu khách hàng khi vừa nhận hàng thì phải thanh toán trước rồi mới được mở hàng ra kiểm tra. Trả tiền bác mang lên nhà bác lấy ra bác rạch ra, thế không phải cái bác gọi điện ngay cho nó, gọi đại lại liên tục nhưng mà không người nghe máy. Để cho khách nhận hàng thì chúng tôi sẽ ghi là khách nhận khi nhận hàng không được bóc siêu mà chỉ được bóc vỏ hộp sau và phải thanh toán tiền cho bưu tá. Sau đó thì mới được nhận hàng. Sau khi khách hàng thanh toán tiền thì chúng tôi cắt đứt liên lạc và khách không liên lạc để bảo hành được ạ. Và chúng tôi đã chiếm đoạt số tiền đó. Theo cơ quan chức năng, đây là một đường dây hoạt động lừa đảo có tổ chức trên quy mô toàn quốc, với thủ đoạn hoạt động tinh vi và chuyên nghiệp, nhất là sự chỉ đạo chặt chẽ từ các đối tượng cầm đầu. Các đối tượng tuyển dụng và đào tạo nhân viên để thực hiện các bước như lập các gian hàng trên sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada, TikTok, Tiki, chạy quảng cáo và tư vấn sản phẩm cho khách hàng. Qua đó từng bước dẫn dắt tâm lý khách hàng lọt vào bẫy của chúng. Theo cái điều tra thống kê của Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số của Bộ Công Thương của chúng tôi hàng năm ấy, thì chúng tôi nhận thấy rằng là những cái mặt hàng mà có những cái giá trị thấp dưới 2 triệu là những cái sản phẩm mà dễ bị lừa đảo nhất, hoặc là dễ bị làm giả làm nhái nhất ở trên môi trường thương mại điện tử. Họ bán ở trên những cái sàn với những cái giá thành thấp, nó tạo ra một cái thói quen tiêu sắm của người tiêu dùng, và người ta ưa chuộng những cái mặt hàng với giá thành như vậy. Tâm lý người dân thì thấy quảng cáo chính hãng và giá rẻ thì rất là thích, nhưng mà đó là cái bẫy của các cái đối tượng lừa đảo qua mạng giăng lên, nên là đề nghị người dân là đối với những cái sản phẩm điện tử, cụ thể đấy là điện thoại mà đối tượng quảng cáo chính hãng mà giá rẻ bất ngờ như thế là phải đặt dấu chấm hỏi, nghi vấn là có vấn đề, là để là thực hiện giao dịch cho đảm bảo và không để gây mất tài sản khi giao thực hiện giao dịch trên không gian mạng. Triệt phá đường dây này, đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 22 bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tiến hành điều tra vụ án, lực lượng chức năng đã thu giữ 20 máy tính các loại, khoảng 3.000 điện thoại chất lượng kém, hàng giả là công cụ các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội, cùng nhiều đồ vật tài liệu khác có liên quan. Bước đầu có căn cứ xác định đường dây này hoạt động từ năm 2019 đến nay, ước tính lừa khoảng 7.000 bị hại tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, chiếm đoạt khoảng hơn 90 tỷ đồng. Tiếp theo, mời quý vị cùng đến với trường quay thành phố Hồ Chí Minh để cùng cập nhật những tin tức kinh tế đáng chú ý khác trong Kinh tế Phương Nam. Kim Thạch xin kính chào quý vị và các bạn đến với tin tức Kinh tế Phương Nam. Kính thưa quý vị, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng trong quý 1 năm 2024 tăng 66% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, Việt Nam đã vượt qua Thái Lan để vươn lên vị trí số 1 về xuất khẩu sầu riêng vào Trung Quốc, khi đã đưa tỷ trọng thị trường tại thị trường này từ mức 32% của năm 2023 tăng lên mức 57% chỉ trong 2 tháng đầu năm nay. Cụ thể, Việt Nam đã vượt qua Thái Lan để vươn lên vị trí số 1 về xuất khẩu sầu riêng vào Trung Quốc với khối lượng đạt 32.750 tấn, trị giá 161 triệu đô la Mỹ, tăng gấp 2,4 lần về lượng so với cùng kỳ năm ngoái. Thị phần sầu riêng của Việt Nam tại Trung Quốc tính theo kim ngạch đã tăng lên mức 57%. Trong khi đó, Thái Lan tụt xuống vị trí thứ 2 về nguồn cung sầu riêng cho Trung Quốc với khối lượng đạt 19.016 tấn, trị giá 120,3 triệu đô la Mỹ. Giảm 50,3% về lượng và 45,2% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.
Ngoài hai nguồn cung kể trên, Trung Quốc còn nhập khẩu sầu riêng từ Philippines, nhưng thị phần khá nhỏ, chỉ khoảng 1%, trị giá 2,2 triệu đô la Mỹ. Sầu riêng Việt Nam được đánh giá là có lợi thế sản lượng dồi dào, thu hoạch rải vụ quanh năm, đặc biệt khi vào vụ không bị cạnh tranh với sầu riêng Thái Lan. Ngoài ra, một lợi thế của sầu riêng khi xuất khẩu sang Trung Quốc là thời gian vận chuyển nhanh và giá thành cạnh tranh. Đây là những yếu tố đã giúp cho sầu riêng Việt Nam tạo được bước tiến lớn tại thị trường Trung Quốc chỉ sau chưa đầy 2 năm được mở cửa tại thị trường này. Thời tiết Thành phố Hồ Chí Minh đang vào mùa nắng nóng, do vậy lượng khách mua sản phẩm làm mát như là máy lạnh, máy làm mát, thiết bị chống nóng tăng từ 30% đến 40% trong hơn một tháng trở lại đây. Nhiều hệ thống cửa hàng, đại lý điện lạnh đã tung hàng loạt chương trình khuyến mãi nhằm thu hút người tiêu dùng. Các dòng sản phẩm làm mát đang được nhiều người quan tâm nhất hiện nay là quạt điều hòa và máy lạnh giá rẻ, với giá từ hơn 1 triệu đến khoảng 10 triệu đồng. Các cửa hàng nước giải khát cũng luôn đông đúc, nhu cầu đặt các loại thức uống giải nhiệt dịp này tăng khoảng 30-40%, nhất là vào lúc cao điểm buổi trưa. Chính việc yêu cầu là phải công khai lãi suất cho vay bình quân đã buộc cho các ngân hàng thương mại phải cạnh tranh hơn, bởi vì người vay sẽ có xu hướng so sánh lãi suất nơi nào thấp hơn trước khi mà quyết định vay vốn. Và theo các chuyên gia thì động thái này là cần thiết nhằm gia tăng sự minh bạch, giúp cho người dân doanh nghiệp có một khung tham chiếu để lựa chọn vay vốn tại ngân hàng nào để tối ưu chi phí. Là doanh nghiệp dẫn đầu trong chế biến, xuất khẩu hàng nông sản, doanh nghiệp này vừa được ngân hàng thông báo giảm thêm lãi suất, còn 4,5% trên năm cho vay ngắn hạn. Dự kiến doanh số năm nay sẽ tăng trưởng 40%. Doanh nghiệp này mong muốn tăng hạn mức tín dụng lên 1.200 tỷ để có thêm vốn thu mua nông sản phục vụ chế biến. Trong mơ, chúng ta không bao giờ hình dung được lãi suất tiền Việt lại rẻ hơn tiền đô. Và tất nhiên lãi suất tiền Việt bây giờ đang rất cạnh tranh để thúc đẩy được cái việc mà kinh doanh sản xuất. Chúng tôi có thể vay được lãi suất tiền Việt thấp và chúng tôi đẩy mạnh kế hoạch mua hàng, kinh doanh xuất khẩu. Với lợi thế nguồn vốn huy động đầu vào thấp trong thời gian qua, hiện nhiều ngân hàng liên tục đưa ra các chính sách cho vay ưu đãi. Đáng nói, thời hạn cố định lãi suất được ngân hàng nới rộng hơn để ổn định chi phí đầu tư cho doanh nghiệp. Mức lãi suất cho vay bình quân được tính toán trên cơ sở lãi suất cho vay của các khoản vay phát sinh trong kỳ báo cáo, và với những khách hàng tốt và các dự án tốt hoặc là khách hàng được xếp hạng tín dụng cao, thậm chí là còn có thể cho vay với mức lãi suất thấp hơn cả mức lãi suất cho vay bình quân. Khi mà những cái chính sách này ra thì theo tôi nghĩ là nó sẽ hỗ trợ nhiều hơn cho khách hàng, cũng như là khách hàng có đầy đủ thông tin để mà dễ dàng để deal với ngân hàng hơn tại sao tôi lại đang vay với mức lãi suất cao như vậy, trong khi là lãi suất huy động của anh đang thấp như vậy, thì nó sẽ tạo điều kiện tốt hơn để khách hàng có cái cơ hội để mà giao tiếp với ngân hàng, cũng như là có được một cái mức lãi suất hợp lý hơn. Báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, nếu như trong quý đầu tiên của năm nay tăng trưởng tín dụng chỉ đạt 0,26%, thì sang quý 2 dự báo sẽ tăng tới 3,8%. Với việc các ngân hàng công khai lãi suất cho vay bình quân, doanh nghiệp sẽ có cơ hội tiếp cận với nguồn vốn rẻ, minh bạch hơn, và dự báo tăng trưởng tín dụng tiếp tục phục hồi trở lại trong thời gian tới. EcoHouse là tên gọi của dự án hỗ trợ nông dân làm nông nghiệp xanh đã đạt giải nhất trong cuộc thi sinh viên khởi nghiệp lần thứ 5. Những người trẻ có niềm đam mê khoa học công nghệ tại Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đã hiện thực hóa ý tưởng giúp người nông dân ứng dụng công nghệ để kiểm soát mùa vụ, giải pháp dựa trên lối canh tác cũ để phát triển theo hướng sản xuất xanh thân thiện với môi trường. Quê em thì ở đồng bằng sông Cửu Long, cũng là miền Tây, thì lúc đó là cái bà con canh tác nông nghiệp thì còn theo một cái chiều hướng là lạm dụng nhiều phân hóa học, tình trạng biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn, thì đấy cũng là một cái mà em nung nấu, thì nghĩ là làm những cái sản phẩm gì đó để hướng đến giảm thiểu được cái biến đổi khí hậu. Sản phẩm của nhóm là thiết bị kết hợp với ứng dụng điều khiển trên điện thoại, trong đó tích hợp kiểm soát các chỉ số quan trọng như độ ẩm, lượng nước, dinh dưỡng trong đất, từ đó nhận biết các vấn đề bất thường và chủ động cảnh báo xử lý kịp thời, giúp nhà nông giảm thiểu rủi ro, nâng cao năng suất và tiết kiệm năng lượng. Em đã làm thêm một sản phẩm là giám sát NPK để giảm thiểu cái phân bón, thì em mới phân tích dữ liệu và đưa ra một cái giải pháp là nông nghiệp xanh, là nghiên cứu từ phần cứng để đọc dữ liệu và đưa ra một con số chính xác cho người nông dân. Cái điều lớn nhất mà dự án muốn mang tới đó là thói quen canh tác theo hướng là xanh và sạch hơn. Thì vấn đề là canh tác thế nào để cho nó có một cái kế hoạch và mình kéo dài được cái tuổi thọ của đất hơn.
Vì ứng dụng công nghệ, nhất là công nghệ Internet vạn vật trong nông nghiệp không mới, nhưng để có thể tích hợp được nhiều tính năng trong một thiết bị là điều mà EcoHouse tạo sự khác biệt. Không chỉ dừng lại ở cuộc thi khởi nghiệp, hiện nay các thành viên lại theo đuổi sản phẩm kit trồng cây bằng chậu xơ dừa. Đơn giản, dễ sử dụng là điều mà bộ kit trồng cây này có thể giúp mọi người trồng thêm một cây xanh hữu cơ thân thiện với môi trường. Mình bán sản phẩm đó mà sản phẩm đó phải dựa trên là khai thác tài nguyên bản địa. Mình thì chưa có cái gì đó để cạnh tranh thì mới làm ra một bộ kit để cho người ta mua về có hướng dẫn sử dụng, có tất cả mọi thứ để người ta trồng được một cái cây trên cái chậu xơ dừa đó. Thì nó cũng là một phần để cho người ta nhận thức, à đây là một cách mình đã thay đổi, mình thay đổi từ việc trồng cây. Việt Nam đã đẩy mạnh phát triển hệ sinh thái nền tảng nông nghiệp số. Chính vì vậy, những dự án như EcoHouse sẽ giúp nông nghiệp tạo giá trị mới, giảm tác động đến môi trường và làm gia tăng chất lượng nông sản. Điều quan trọng là những người trẻ yêu thiên nhiên vẫn luôn có khát vọng được đóng góp vào hệ sinh thái số vì sự phát triển của ngành nông nghiệp xanh trong tương lai. Trong năm nay, gần 510.000 tỷ đồng sẽ được các ngân hàng cho vay với lãi suất ưu đãi thông qua chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và thông tin từ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh. Con số này cao hơn 12% so với năm ngoái và cũng là số tiền cao nhất trong 3 năm trở lại đây. Gói tín dụng này sẽ bao gồm giảm lãi suất, cơ cấu lại nợ, tăng hạn mức tín dụng, đặc biệt cho vay 5 nhóm ngành lĩnh vực ưu tiên là xuất khẩu, nông nghiệp và nông thôn, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ và ứng dụng công nghệ cao. Dự kiến lãi suất cho vay ngắn hạn bằng tiền đồng khoảng 4% và lãi suất cho vay trung dài hạn khoảng 9% một năm. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ vận dụng nghị quyết 98 để nhanh thủ tục đầu tư, sớm khởi công cầu Thủ Thiêm 4, cầu Cần Giờ và vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh. Để đẩy nhanh tiến độ và đạt được mục tiêu phấn đấu khởi công xây dựng 3 dự án vành đai 4, cầu Thủ Thiêm 4, cầu Cần Giờ vào ngày 30 tháng 4 năm 2025, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh tổng hợp tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố, báo cáo Ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố, trình Ban thường vụ Thành ủy thành phố xem xét cho chủ trương về việc vận dụng cơ chế nghị quyết số 98 để đẩy nhanh tiến độ các thủ tục liên quan. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các đơn vị kinh doanh xăng dầu phải hoàn thành việc lập hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng và kết nối dữ liệu với cơ quan thuế. Tuy nhiên, thì do nhiều cơ sở kinh doanh xăng dầu trong cả nước chưa thực hiện nghiêm chỉ đạo này, Thủ tướng yêu cầu trong tháng là phải dứt khoát thu giấy phép các cơ sở kinh doanh xăng dầu nếu không áp dụng hóa đơn điện tử xăng dầu. Đến thời điểm này, các cửa hàng kinh doanh xăng dầu thuộc hệ thống Petrolimex, PVOI trên địa bàn tỉnh đều thực hiện việc xuất hóa đơn sau mỗi lần bán. Tuy nhiên, đa số khách hàng không quan tâm đến việc lấy hóa đơn, chỉ số ít lấy hóa đơn do cần thanh toán với cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị. Đi từ Sài Gòn xuống dưới Vũng Tàu là em rất hay đi công tác như thế này. Là em cần là phải đổ thường xuyên như vậy thì em mới biết, và lấy hóa đơn thì em mới biết được một tháng là cái xăng của em tiêu thụ bao nhiêu chứ. Em là xe gia đình, em cũng không quan tâm cái hóa đơn đấy thì em lấy về em cũng không giải quyết được cái gì cả. Nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã triển khai xuất hóa đơn cho khách hàng từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, ngay sau khi Thủ tướng có chỉ đạo liên quan đến nội dung này. Đối với khách hàng có mã số thuế, sẽ nhận được hóa đơn giá trị gia tăng thể hiện đầy đủ thông tin tên đơn vị bán hàng, tên người mua hàng, địa chỉ, cột bơm, số lượng, chủng loại hàng hóa, thời gian in hóa đơn và có thể chuyển qua thư điện tử khi khách hàng yêu cầu. Đối với khách hàng không có mã số thuế được nhận hóa đơn tương tự nhưng không có thông tin người mua hàng. Tập đoàn đã cung cấp đầy đủ về các cái trang thiết bị, công cụ, dụng cụ cũng như là hệ thống công nghệ để thực hiện cái việc xuất hóa đơn theo từng lần bán hàng. Nếu như khách hàng có nhu cầu thì mỗi lần bán hàng thì chúng tôi đều có thể xuất được một lần hóa đơn bán hàng. Theo thống kê của Sở Công Thương, đến nay trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã có 276 trên 288 cửa hàng bán lẻ xăng dầu hoàn thành việc phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng cho khách hàng, đạt tỷ lệ 96%. Số còn lại 4% tương ứng với 12 cửa hàng đang lắp đặt hệ thống hoặc đang thực hiện thủ tục sang nhượng. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương, sau ngày 31 tháng 3 năm 2024, các cửa hàng kinh doanh xăng dầu không xuất được hóa đơn điện tử cho khách hàng sẽ bị thu hồi giấy phép kinh doanh.
Vườn Quốc gia Cát Tiên hay còn gọi là khu du lịch Nam Cát Tiên, nơi có một hệ sinh thái thiên nhiên đa dạng và độc đáo, được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Đây sẽ là điểm tham quan kỳ thú cho những ai yêu thích khám phá sự kỳ diệu của thiên nhiên và có những trải nghiệm thú vị. Và phóng sự này cũng sẽ khép lại Kinh tế Phương Nam ngày hôm nay. Vườn Quốc gia Cát Tiên nằm trong vùng địa hình chuyển tiếp từ cao nguyên Nam Trung Bộ đến đồng bằng Nam Bộ. Dòng Đồng Nai bao quanh Vườn Quốc gia Cát Tiên như một hành lang bảo vệ, cách biệt hoàn toàn với khu dân cư xung quanh. Và khu vườn này làm dung hòa trạng thái cho dòng chảy của sông Đồng Nai, để khi rời khỏi Cát Tiên, dòng sông đã trở nên hiền hòa và êm dịu. Cái điều đầu tiên mà tôi cảm thấy là sự hòa mình với thiên nhiên. Cái không gian đây để mà mình tìm về với thiên nhiên, để mình hít thở những cái làn không khí nó trong lành. Để khám phá tìm hiểu về Vườn Quốc gia Cát Tiên, các bạn cần phải di chuyển bằng đò từ xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú, băng qua sông Đồng Nai để vào khu vườn. Chỉ vài phút đi đò cũng đủ tận hưởng cảm nhận không gian bản lãng mờ sương, hư hư thực thực, chờ đợi những bất ngờ khi đò cập bến. Một trong những loại cây quý hiếm tại Vườn Quốc gia Cát Tiên đã tồn tại đến vài thế kỷ là cây gõ 700 năm tuổi này. Một trong những điều khiến du khách ấn tượng là những con suối trong veo len lỏi giữa rừng, tạo nên những cảnh quan thiên nhiên đầy thơ mộng, đồng thời cũng để nuôi dưỡng cây cối và muôn thú đang sinh sống tại đây. Rất là bất ngờ khi mà tới đây thì mọi thứ cách đây so với cái thời sinh viên là cách đây khoảng hai mấy năm về cái môi trường của cái rừng á, gần như không thay đổi gì cả. Vườn Quốc gia Cát Tiên không chỉ có những cây đại thụ đang được bảo tồn nghiêm ngặt, mà còn rất nhiều điều thú vị của thiên nhiên đang chờ đón du khách và những nhà nghiên cứu đến đây để khám phá. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Kinh tế và Tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt quý vị.